Xung quanh bạn hiện nay có 10 người chơi phụ, họ sẽ là đối thủ của bạn. Và 10 đối thủ này sẽ mang những giá trị tiền thưởng khác nhau, dao động từ 100.000 cho đến 20 triệu đồng. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là phải tìm ra cho được đối thủ đầu tiên, và nếu may mắn, đó sẽ là đối thủ mang giá trị tiền thưởng cao. Và bạn hãy chọn đi. Và bây giờ, phần giao đấu bắt đầu! Xin mời câu hỏi tiếp theo. Bạn vẫn còn quyền chuyển câu hỏi nếu như bạn không có đáp án. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Chuyển câu hỏi. Mời câu hỏi tiếp theo. Bạn vẫn còn quyền chuyển câu hỏi nếu như bạn không có đáp án. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Chuyển câu hỏi. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Biết là giá trị tiền thưởng là bao nhiêu tiền? Hãy chọn cho mình thêm một đối thủ. Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Là giá trị tiền thưởng là bao nhiêu tiền? Hãy chọn cho mình thêm một đối thủ. Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Mời câu hỏi tiếp theo. Chính xác. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Suy nghĩ của mình đi bạn. Điều đó đồng
đã trở thành người thua cuộc. Tất cả khán giả đang xem truyền hình và khán giả có mặt ở trường quay, Huy Khánh tin rằng ai cũng đang rất tiếc, bởi vì bạn rất bản lĩnh muốn chinh phục chương trình, nhưng rất tiếc vào những giây cuối cùng bạn đã không làm được.